Đại là khả năng có thể tung ra những cú đá rất căng. Hải Móm đã xuất sắc cứu thua rõ rệt hôm nay. Chúng ta cùng xem lại pha đá xuất sắc của Hải Móm, cú đá đi vào góc cực kỳ khó. Trọng Đại nguy hiểm, chính xác, đã có bàn thắng giúp ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đó là một tình huống phối hợp rất tốt của các cầu thủ Tuấn Sơn, và Trọng Đại đã có một pha ra chân hoàn hảo. Pha ra chân cực kỳ chính xác của Trọng Đại, cũng biết lòng trong cơ bản. Tiếp tục là cơ hội của Trọng Đại, rất tiếc là cú đá này thì lại đi ra ngoài. Việt Phương Đồng sẽ gặp Hiệp Hòa, Nguyễn Trãi gặp Bắc Minh, chính xác. Như vậy đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 dành cho cầu thủ Tuấn Sơn. Cầu thủ còn đang điểm đến lượt đấu thứ hai trong buổi chiều hôm nay. Thì anh Ngọc đã phải vào lưới để nhận bóng thêm lần thứ hai ở trong trận đấu này. Và có lẽ được dành cho Đăng Khải. Thì cầu thủ Phoenix không hề e ngại. Đánh đâu? Không được. Chân trái đâu? Chân phải thì hơi khó nhưng vẫn có bàn thắng cho các cầu thủ Tùng Anh. Pha sút bóng rất mạnh. Đúng là pha sút bóng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Chắc chắn Nghiệp Dư sẽ rất khó sút những quả như thế này. Không cần nhiều đà, rất mạnh. Rất căng và bóng đã bật vào chân của một thủ nào đó. Bên phía hàng rào Phoenix. 1-0 cho cầu thủ Tùng Anh. Bóng đã bật vào chân của Hải Kỳ. Toàn Chí Đan qua người. Chuyền bóng ngoài dứt điểm, Trọng Đại. Tung người móc bóng. Gôn ở quá gần. Gôn một kê xa là 10 mét nữa thì sẽ nguy hiểm. Những pha bóng đầy tính chất ngẫu hứng của tiền đạo Trọng Đại. Quá khó pha bóng này, rất nhanh. Trọng Đại. Toàn Chí Đan. Dứt điểm. Không vào. Lại là Trọng Đại đấy chăng? Đúng là như vậy. Không vào. Không vào, không vào. Bóng trúng cột dọc. Ở hiệp 1 thì cầu thủ Phoenix đã có pha bóng sút trúng cột dọc của Hải Kỳ. Còn vừa rồi đó là pha sút bóng của Trọng Đại và vẫn là cái cột đó. Khải khéo. Trọng Đại. Trọng Đại dứt điểm, không vào. Bóng dường như đã lập chân một cầu thủ áo màu xanh biển. Đó là súng mốc. Pha lắc giữa giữ đến vài nhịp rồi sau đó mới dứt điểm. Rất tinh khôn của Trọng Đại. Rất khó nhưng vẫn sút được, vẫn sút rất tốt. Pha cản phá tuyệt vời đó là của Sĩ Khang. Rất khó sút nhưng Trọng Đại vẫn sút được. Sơn Bắc Hạn. Nhâm Mạnh Trung. Nhâm Mạnh Trung đi bóng vào trung lộ. Dứt điểm, không vào. Người dứt điểm đó là Trọng Đại. Bẻ đi vào giữa rất hay. Sau đó là pha đỡ ngực của Trọng Đại. Đang chơi phòng ngự phản công. Dứt điểm, không vào. Thêm một lần nữa người cản phá là Sĩ Khang. Thêm một lần nữa thì Sĩ Khang đã chơi tốt. Cặp câu lạc bộ Phoenix. Trọng Đại. Trọng Đại dứt điểm. Rất căng nhưng bóng vẫn chưa chính xác.